lời chúa thứ ba sau chủ nhật thứ ba mùa vọng Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ ba mùa vọng ngày 12 tháng 12 năm 2023. Thưa anh chị em, hôm nay là thứ ba sau Chủ nhật thứ ba mùa vọng và là ngày thứ 10 trong những ngày tĩnh nguyện mùa vọng để chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh với chủ đề Sao thương xót với chủ đề Sao thương xót. Xin Chúa cho mỗi người được trở thành những vì sao biết xót thương người khác Đặc biệt là mỗi ngày thứ ba, chúng ta nhớ đến các bệnh nhân cầu nguyện cho họ. Bệnh thân xác, bệnh tâm hồn, nhất là những người mắc những căn bệnh nan y, xin cho họ được gặp thầy gặp thuốc, được mau bình phục. Để họ tôn vinh và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ ba sau Chúa Nhật thứ hai mùa vọng. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah chương 40 câu 1 đến câu 11. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah Thiên Chúa phán: Hãy an ủi, an ủi dân ta. Hãy ngọt ngào khuyên bảo Jerusalem và hô lên cho thành thời phục dịch của thành đã mãn. Tội của thành đã đền xong vì thành đã bị tay Đức Chúa giáng phạt gấp hai lần tội phạm. Có tiếng hô trong sa mạc hãy mở một con đường cho đức chúa giữa đồng hoang hãy vạch một con lộ thẳng băng cho thiên chúa chúng ta mọi thung lũng sẽ được lấp đầy mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng trốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu bây giờ vinh quang đức chúa sẽ tỏ hiện và mọi người phàm sẽ cùng được thấy rằng miệng đức chúa đã tuyên phán có tiếng nói hãy hô lên tôi thưa phải hô lên điều gì người phàm nào cũng đều là cỏ mọi vẻ đẹp của nó như hoa đồng nội cỏ héo hoa tàn khi thần khí đức chúa thổi qua phải dân là cỏ cỏ héo hoa tàn nhưng lời của thiên chúa chúng ta đời đời bền vững hỡi kẻ loan tin mừng cho sion hãy trèo lên núi cao hỡi kẻ loan tin mừng cho jerusalem hãy cất tiếng lên cho thật mạnh cất tiếng lên đừng sợ hãy bảo các thành miền juda rằng kìa thiên chúa các ngươi kìa đức chúa quang lâm hùng dũng tay nắm trọn chủ quyền bên cạnh người này công lao lập được trước mặt người đây sự nghiệp làm nên như mục tử chúa chăn giữ đoàn chiên của chúa tập trung cả đoàn dưới cánh tay Lũ trên con người ấp ủ vào lòng Bầy trên mẹ cũng tận tình dẫn dắt Đó là lời Chúa Ta à, ơn Chúa Mời anh chị em lập lại câu đáp Kìa Thiên Chúa chúng ta quang lâm hùng dũng Hát lên mừng Chúa một bài ca mới Hát lên mừng Chúa hỡi toàn thế địa cầu hát lên mừng chúa chúc tụng thanh danh ngày qua ngày hãy loan bao ơn người cứu độ kể cho muôn dân biết người thật là vinh hiến cho mọi nước hay những kỳ công của người hãy nói với chư dân chúa là vua hiền trị người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng trời vui lên đất hãy nhảy mừng biến gầm vang cùng muôn hai vật ruộng đồng cùng hoa trai nào hoan hỷ hỡi cây cối rừng xanh hãy reo mừng trước tôn nhan chúa vì người ngự đến người ngự đến xét xứ trần gian người xét xứ đĩa cầu theo đường công trinh xét xứ muôn dân theo chân ly của người hallelujah hallelujah ngày của chúa gần kề Kề người ngự đến cứu chúng ta Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 18 câu 12 đến câu 14. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được Thì thầy bảo thật anh em Người ấy vui mừng vì con chiên đó Hơn là vì 99 con không bị lạc Cũng vậy Cha của anh em Đứng ngự trên trời Không muốn cho một ai Trong những kẻ bé mọn này Phải hư mất đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa thưa anh chị em. Chúng ta nghe lời Chúa nói với mình là hãy an ủi an ủi dân ta. Hãy ngọt ngào khuyên bảo Jerusalem. An ủi và ngọt ngào khuyên bảo. Đó là thể hiện của lòng thương xót đấy thưa anh chị em. Nói tôi xót thương anh phải có lòng thương xót nhau mà khi người ta buồn phiền, khi người ta cô đơn, khi người ta cảm thấy trống vắng mình không tìm được lời an ủi thì thương xót ở chỗ nào mình không đến nếu mà không nói được thì sự hiện diện của mình bên cạnh một con người đang cô đơn đang buồn chán đang thất vọng đó là mình đang an ủi người ta đấy ồ oh, tôi buồn quá cô đơn quá đi chúng ta đi uống ly cà phê mình đi hát karaoke đến cà phê khát vọng chơi tại sao mình không nghĩ đến việc là tìm yên an úi người hơn được người úi an đó là thể hiện lòng thương xót khi mỗi lần hát lên lời kinh hòa bình tôi thấy đúng là kinh xót thương đó là lời kinh của lòng thương xót vì đã thể hiện tâm lòng của người biết nghĩ đến người khác, biết quan tâm đến người khác. Thường ta buồn phiền. Ta muốn được người khác an ủi. Nhưng mà nếu mình dám đi bước trước đi. Mạnh dạn thay vì ngồi nghĩ đến cái nỗi buồn của mình. Anh cứ ngồi anh rầu rĩ, con buồn, con buồn. Anh cứ ngồi anh rầu rĩ, anh ngó sang, thấy con này đang buồn không? đến ăn ủi nó đi chạy đến anh cứ ngồi anh chờ nó đến ăn ủi anh thì đến ăn ủi nó đi mau lên đến ăn ủi nó mình chờ con buồn nó chá ăn ủi con con này cứ ngồi con buồn cha nó cha ăn ủi con thì hai đứa cứ chờ ăn ủi ăn ủi chỉ lấy xe ủi đất mà ủi đi chứ còn làm gì được cho nên thưa anh chị em bạn thử đi vì bạn đang buồn Bây bạn đến mà an ủi được người buồn Không biết là hơi buồn hơn hay buồn bằng Không biết bạn muốn hơn thì bằng tôi không cần biết Mà có người cũng buồn như bạn đi Bạn sẽ thấy tự nhiên mình quên cái nỗi buồn của mình đi Khi mình đi tìm an ủi người hơn là được người ủi an Đó là cái ơn lớn cho bạn Ơn lớn cho bạn Không những bạn được phước với người mà được ủi an Mà bạn còn được phước với Chúa vì phúc cho ai biết xót thương người sẽ được Chúa xót thương. Mà bạn đang yên ủi người khác, tìm yên ủi người hơn là được người đến người ủi an mình. Bạn được phúc đấy. Làm đi, phải khổ đó. Buồn cha cha muốn đi đâu, chẳng muốn tham gia gì nữa. Thôi con buông hết, bỏ hết. Bạn ngồi một chỗ đi. Bạn buông bỏ hết, nó có hết buồn không? Có khi nó còn buồn hơn Trầm cảm Thấy chưa Mà bạn cứ nghĩ bạn cứ phải ngồi để người ta đến người ta ăn ủi bạn Mà bạn không dám liều mình Sống đến ăn ủi người ta Lúc đó bạn quên Ủa quên mất tao đang buồn hơn mà tao ngồi yên ta ngồi yên tao buồn Có giờ như vậy không Bạn quên luôn Thế tao ăn ủi xong Thế phiết mày ăn ủi ta đi tao đang buồn con gì đâu mà buồn Cần gì ăn uống nữa đâu Bạn quên mất tiêu cái buồn của mình rồi Vẫn tập làm đi Có nhiều người cứ suốt ngày Ngăn tin là cứ buồn phiền Tôi nói biểu mạnh dạn lên Tin tưởng vào lòng thương xót chú đi Rồi Quên cái buồn mình đi Tạm. Đến nói với chúa chúa Con gửi chúa cái buồn ở đây Con đi tìm đứa buồn hơn con được không Chú Tôi không nói bắt bạn là không buồn Nhưng mà bạn gửi cái buồn bạn cho Chúa Được chưa? Gửi không? Gửi nên có lời lắm <laughs> Có lời sao? gửi xong chúc lấy lại lời buồn gấp 10 <laughs> Không có Không có Bạn gửi cho Chúa Cái nỗi buồn của bạn Rồi bạn đi Đến người hàng xóm họ đang buồn Đến đứa bạn đang cô đơn Đến anh kia mới đi về làm ăn Thất bại về lại bạn nói chuyện người ta cảm thấy người ta được ủi an người ta thấy người ta được có người cảm thông có người chia sẻ rồi thế nào người ta chả hỏi là bạn còn bạn sao thì tiện bạn nói luôn bạn tuôn được hết nỗi buồn của bạn ra cái xong về cảm chào nhớ gì nữa về đến bàn thờ Chúa Chúa cho con xin lại nãy con gửi Chúa ít buồn của con con đi về đâu rồi tao đâu biết đâu có đâu rồi tan biến trong lòng thương xót của ta rồi Mọi nỗi buồn của con ngay cả tội lỗi của ta Ta còn gánh lấy hết cho con mà Ta còn giữ hết cho con mà Tội của con ta đã đạp dưới chân rồi Lỗi của con ta đã quăng xuống biển rồi Và nỗi buồn của con ta đã dìm vào trong đại dương lòng thương xót của ta rồi Cục nước đá nãy bỏ vào trong ly cà phê nó còn không? Nó đâu rồi? Tan rồi hãy đem nỗi buồn của bạn bỏ vào lòng thư xót của Chúa tưởng tượng như bạn đang uống một ly cà phê đá nỗi buồn của bạn là cục đá bạn cho vào ly cà phê nó tan đi uống wow hóa ra nỗi buồn cũng có giá trị giống như cục đá nó tan vào ly cà phê nói sao không uống uh, uống ngay đi dạ con thích uống cà phê đá đưa cái bình thủy đi pha cà phê gì tưởng cà phê nóng hoa ngờ ra cà phê đá nó cứ dấu dấu diếm diếm nó uống hóa là uống cà phê đá và sao vậy nó ngon hóa là cà phê đá ngon thì cái nỗi buồn là cái cục đá nó tan vào trong lòng thứ cho chúa nó cũng thành ngon sướng không biến nỗi buồn nó trở thành niềm vui Hứng? cái cục đá đang băng giá này ngồi ngậm cục đá có ra cái gì không con nhưng mà đưa cho con này nó cho cục đá nó cho vào ly cà phê đưa lại uống được không? ờ oh. tập làm như vậy đi đó mùa mùa phòng này bạn tập một cái điều là tôi là sao thương xót sao thương xót là tôi đến những ngôi sao lẻ loi ngôi sao cô độc tôi trở thành người ủi an họ Ta cần phải nói nhiều nói nhiều đôi khi chỉ là nói trên cái môi mép ăn nủi trên môi mép không Nhưng mà thực sự bạn hiện diện với họ trong cái cô đơn của họ Cảm thông cái sự đau khổ của họ Chia sẻ cái buồn của họ bằng một lời cầu nguyện chẳng hạn Có anh bạn mới đi Úc về Nói còn đến cộng đoàn này, cộng đoàn kia thăm Họ cũng nói hỏi thăm cha Long Rồi khi đến thăm những người dưỡng lão viện dưỡng lão bao nhiêu người già thấy người nào cũng có được cái máy bài giảng mà trong đó tới một nửa là người không có đạo mà họ cũng thích họ nghe cái máy bài giảng này rồi khi nghe xong rồi lần chuỗi thấy có cái bàn thờ bàn thờ thấy có máy a di đà phật rồi có bàn thờ chúa có máy bài giảng mà nó có điều đặc biệt anh kể tôi nghe đấy là có hai người phật giáo là những người mà <laughs> sướng kinh lòng thương xót Chúa cho những người Công giáo đọc cho người lần cứ ba giờ chiều hai người Phật giáo đó sướng kinh giống như là bà quản kinh lòng thương xót Chúa và những người mà già hưu bệnh đa số là buồn chán cô đơn tuổi già con cháu nó bỏ rơi rồi yếu đau bệnh tật rồi đưa vào nhà hưu này chết dần chết mòn họ được an ủi nhờ cái máy này Họ được an ủi nhờ Chúa Kinh lòng thương xót Anh ấy nói mấy nhóm khác họ cũng đến thăm Nhưng mà chả có ai đến đọc kinh cầu nguyện gì cả Cũng đến hỏi hỏi mấy câu rồi, rồi cùng lắm cho mình quả các thứ Nhưng mà tôi thấy anh này nhóm của cha Long qua Tặng máy rồi bắt đầu sướng lên để cầu nguyện lần chuỗi Họ lạ quá Ừ tôi nói đó là cách mẹ an ủi rồi Đâu phải mình cứ nói bảo tôi con chả biết nói gì còn cứ đến đầu con đọc kinh cầu nguyện đó là an ủi đó. có khi còn hơn cả lời an ủi đầu môi chót lưỡi mặc dù rất khéo nói rất hay nhưng mà nói chỉ cái miệng thôi còn đây nói không hay nhưng mà cái lòng nó hay ở cái lời cầu nguyện và để cho chúa an ủi họ tôi không biết nói gì nhưng mà thôi nghe đi đưa đến cho một người nhà trọ là phật giáo, vợ thì bỏ qua Canada, chồng một mình ở bên úc, nhất định không cho ai thuê nhà. Thì tự nhiên anh đó đến từ việt nam qua, lại đồng ý cho thuê nhà ở chung, rồi từ từ nói chuyện về lòng thương xót chúa rồi đưa cái máy cho anh ta nghe, anh ta nghe bảo ơ ừ, thế hay hay, ừ, nếu hay cứ cầm lấy mà nghe đó là an ủi một người cô đơn vì vợ bó thưa anh chị em có nhiều cách để mình đến với người khác nhưng nếu mà bạn chỉ đến bằng cái sự khôn ngoan khéo léo của con người mình thì nó chỉ dừng lại ở xã giao mà thôi nó không chạm được cái tấm lòng còn nếu bạn đến bằng tất cả tấm lòng lòng thương xót của bạn mà lòng thương xót ấy thấm được trong lòng thương xót của chúa thì bạn sẽ trở thành người an ủi người khác hãy an ủi an ủi dân ta hãy ngọt ngào khuyên bảo chiều hôm qua tôi lên quán cà phê khát vọng để tập giờ cho buổi diễn, diễn nguyện giáng sinh một vọng một em chạy đến thư trà có chị bán vé số mà con chị bị bệnh đem vào nhà thương nặng lắm cấp cứu mà chị không có tiền đưa đến 50 tờ vé số nhờ mua trong quán đâu có khách đâu có mấy người có tiền đâu mà mua họ mua một hai tờ thì có một em tiền bạc cũng chẳng có có được đồng nào dành dụng mua hết 50 tờ phát cho anh em trong quán đưa tờ tôi nói sổ chưa bán lại tao đi tí tao phát tặng cho mọi người Nói sổ chiều nay rồi Bảo có thằng nào trúng không Bảo thằng nào cũng trúng hết <laughs> Trúng số Số gì Số lòng thương xót Khi mình mua tấm vé số ấy Không phải là mình mua Để mình cầu mong may là mình trúng số Nhưng mà mua tấm đó là An ủi cho người chị em Đứa con bệnh nặng như thế Bây giờ đem vào bệnh viện Người ta không có nhận Vì lý do là không có đóng tiền Cọc tiền gì đâu ta sợ rằng chữa xong rồi không có tiền trả cho nên để nằm đó. chị này về dốc hết vai số ra bán mấy thằng bên khát vọng dốc hết tiền đi mua đó là cách ăn ủi rồi đi vào trong bệnh viện em nó vào trong bệnh viện thấy chị nằm tội nghiệp có đứa con nằm tội nghiệp quá bảo cha có giúp bảo được cứ vô hỏi coi đóng bao nhiêu tiền thì, thì đóng cho để chữa trị cho đứa bé đó rồi tính thì thưa anh chị em trong cuộc sống của chúng ta nhiều ừ. lần Chúa gửi chúng ta đến để trở thành người thể hiện lòng thương xót Chúa qua việc an ủi và ngọt ngào khuyên bảo. Cái ngọt ngào khuyên bảo khó. Thường khi mình khuyên ai là mình lên mặt dậy đời. Ta nói cho mày rồi đó nha, mày không có nghe là mày chết nha con. Tôi đã bảo bà rồi mà bà cứ như thế mà nói bà rồi đứng chơi với nó và chơi với nó vì nó dịch hụi cho bà bà biết chưa thường người ta khuyên bảo ai thì là mấy cái giọng của mình là giọng gì dạy dỗ lên mặt thầy đời dạy dỗ người khác chứ còn đêm mà ngọt ngào khuyên bảo cái đó tôi cũng chưa làm được nói thu thật với anh chị em chưa làm được tập sao mà khuyên bảo ngọt ngào vì lúc đó người ta đã bị tổn thương rồi nó đã bị Tôi nói bà rồi Thằng đó không có chơi được Mà bà cứ quen nó Bây giờ nó bỏ bà Thì bà ngồi đó bà buồn rồi bà hát rồi, Bao nhiêu đêm chúa xuống dương gian Bấy nhiêu lần con nhớ Người yêu nhớ đi Nói không nghe đã nói rồi cái thằng đó là họ sở tên khanh mà cứ bảo không anh ấy tên hảo anh hảo tên tâm ướp ừ. giờ biết chưa mình khuyên bảo như vậy có ngọt ngào không không mình trà sát muối vào cái vết thương của người ta, mình trà sát muối vào vết thương người ta. Bây giờ mình chẳng cần nói người ta cũng biết rằng đó là đều rồi phải không? Bây giờ mình chẳng cần nói người ta cũng biết là họ bị thua rồi phải không? Bây giờ làm sao để cho cái vết thương lòng đó, cho cái nỗi đau đó nó được tan dần đi chứ không phải là mình đi muối mình sát vào cho nó xót xa thêm ngọt ngào khuyên bảo. Hãy là ngôi sao xót thương biết ngọt ngào khuyên bảo, biết lựa lời mà an ủi. Biết cảm thông, biết nghĩ đến người khác hơn là chỉ lo cho bản thân mình được ủi an, hơn là chỉ lo cho bản thân mình được quan tâm, tìm yên ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết tìm yêu mến người hơn được người mến yêu tha thứ cho người hơn là mong người tha thứ cho mình thương chị em chỉ có mỗi mấy chữ này thôi mà đã làm cho sau thương xót nó sáng dần lên bạn tự coi cái sau thương xót nơi bạn nó có tí sáng nào không chúng tôi Vừa rồi làm đêm mà tính nguyện mùa vọng với chủ đề tìm đông. Mình nghĩ đến một cách làm sao kéo hết màn sân khấu đi nó đen hết lại. Đông mà đêm đông rồi lấp lánh những vì sao. Làm sao mà cho người ta thấy nhìn lên sân khấu cả một bầu trời đen. Nhưng mà bầu trời đen đó không phải đen kịt, sóng xịt. Nhưng mà lấp lánh những vì sao xót thương. Nghĩ rồi cũng tìm cách làm người ta có điều kiện điện, điện tử người ta nếu cần ta chỉ làm cái màn hình điện tử thôi, là dễ rồi kiểu sao nào chẳng có nhưng mà mình nghèo lắm đâu mà cái màn điện tử cả mấy chục mét lấy đầu ra cả trăm mét vuông lấy đầu ra thôi thì tự nghĩ lấy cái màn rồi gắn vì sao lên nhìn cũng trời đêm rồi cũng lấp đánh vì sao vậy nhưng vì sao xót thương trong cái đơn sơ trong cái quê mùa đấy trong cái khó mà nó ló ra được cái khôn để mà tự làm lấy ấy thì cho người ta thấy được những ngôi sao xót thương đang lấp lánh cho cái bầu trời đen kịt đấy và mỗi người coi cái lòng mình là một bầu trời đen kịt có sao thương xót nào lấp lánh hay không làm sao biết có sao thương xót lấp lánh đơn giản nhìn coi thấy nó cứ ngồi một chỗ nó không đến đến với ai là biết rồi nó sao thương xót nó tắt rồi tắt đôi Khi bạn đến với một người mà sao thư xót nó tắt bạn làm gì? Hả? Thắp lên thắp bằng cách nào? Hả? Lấy cái của mình thắp lên cho người ta Rồi lấy, lấy rồi hết của mình rồi sao? Người ta lại thắp lại cho mình <laughs> À cho chẳng phó thay cũng hay <laughs> đó cũng là một cách lấy cái của mình thắp lên cho người ta rồi thắp riết cái người mình thấy nó mình hết pin nó tắt rồi thì người ta lại thắp lại cho mình ồ thì ra là như thế thì ra là như thế tôi cứ nghĩ là tôi cứ thắp lên cho người ta thì tôi mất cho nên thôi tôi thủ lại cho nó chắc ăn Chả cần ăn ủi ai cả Chả cần khuyên bảo ai cả Chả cần dịu dàng với ai cả tôi cứ sống một mình tôi được rồi mãi mãi cả cái bầu trời đen đấy chỉ có một vì sao mà thôi. đẹp sao được rồi đó cũng tàn dần tàn dần mà cả cái bầu trời đó tôi nói anh em cho các ngôi sao thấp sáng hết lên chớp 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 lên sao thương xót chớp lên nhưng hơn thế nữa hơn thế nữa này tại sao cái... những ngôi sao đó nó không sáng hôm đó trên cái màn hình đó đó tự nhiên người nó tắt hết là sao? không che mà ngôi sao nó tắt? tại sao? thắp bằng cái nào? của mình cũng hết người ta cũng hết thắp bằng cái nào? nói à không có điện không cắm vào nguồn điện của mình và của người ta đều hết rồi thì chúng ta phải cắm vào nguồn điện nguồn điện đó là lòng thương xót Chúa Di Minh và Đại Dương lòng thương xót Chúa nối kết với cái nguồn điện tại vì điện tôi cũng hết điện anh cũng hết hai sao nó bao nhiêu bão tố bao nhiêu phong ba bao nhiêu là khó khăn thử thách làm cho chúng mình tơi tả hết rồi nguyên nhóm đi công tác tơi tả hết rồi bị xua đuổi bị loại trừ tan tác hết rồi kiếm đâu ra mà sức mà nối cho nhau chỉ cách là tất cả một hai ba nhảy phum dìm vào trong đại dương lòng thương xót so chúa những chuỗi kinh những giờ cầu nguyện như lần viên thanh thể những bữa tiệc thánh thể bữa tiệc lời chúa mình được kín múc cắm vào cái nguồn điện đó và sao sáng dần 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 lên nhớ đêm hôm đó anh chàng nào đó nó đi ngang qua nó đá vào cái sợi dây điện đó lúc tôi bảo bố. sao tôi nhiên nó sao nó tắt được hết trơn rồi cuống lên chạy tới chạy lui cuối cùng một em bé đi vệ sinh đi ngang qua đá vào cái sợi dây nhớ không ngắt dính vào nguồn điện cái điện nó thật cuối cùng mới tìm ra cắm oh sao sáng rồi thưa anh chị em Mỗi người chúng ta có khi là những ngôi sao bị tắt Và phải có người đi tìm và nối chúng ta lại Thì đó là bài mà truy Xu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay Anh em nghĩ sao ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc Có một ngôi sao đó bị tắt lại Không để 99 con kê trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao Có ai không? Không có ai trên đời này một con mà nghĩa lý gì Cha các người phải đủ Còn 99 con mà lo cái gì Có phải không Có đúng không Lòng của con người không thể so với lòng của Chúa được Những mục tử trần gian này Không thể so với mục tử giàu lòng thương xót là giê -xu được Ngay cả chúng tôi đi nữa Nói thật lòng đi Ví dụ đi coi sứ đi Coi cộng đoàn đi Mà có một uh, con chiên nào đó Nó đi lạc có một uh, tu sĩ hay linh mục nào đó uh, đi lạc Giáo mục có bỏ hết 99 linh mục này và đi tìm con thiên lạc đó không? Cha sứ có bỏ hết 999 con này để mà đi tìm một con thiên lạc đó không? Lòng thương xót Chúa lớn mình không thể lấy gì so sánh được Không thể lấy gì so sánh được Lớn hơn muôn vàng tội lỗi của nhân loại Cho nên Chúa không muốn bất cứ một con chiên nào hư mất nhớ vậy thì nếu mình có là con chiên đi lạc có con chiên hư mất thì chúa cũng đi tìm cho bằng được rồi ngừng lại cho đó cho dẫu ơi. cái ông chân chiên đó mà ông đi tìm con chiên lạc thì ông làm gì con chiên đó <laughs> à, à, à. Đi lạc này Đi lạc này ta nói mì thì không có nghe nói, đi chung với tụi nó mình không có đi gì cả giống như một đoàn đi hành hương, ấy, dẫn đoàn đi đi tour chẳng hạn. Cứ một người đi lạc, coi cái ông mà trưởng đoàn, ông đi tìm được cái người đó thì ông nói sao? Anh nói rồi phải nhìn thấy cái cờ, à, đi vệ sinh vệ sinh cho lúc khác không đi, lúc khác sao đi được? nó Không đi thì sao mà đi? Nhưng mà không ai nhịn được hết. bắt cả đoàn chờ thế này thế nọ thế kia, mắng mỏ, đúng. Không? Nếu mà có đi tìm thì cũng như thế. Còn đây đi tìm được con thì sao Người ấy vui mừng vì con trên đó vác lên vai Hơn là 99 con không bị lạc Mình phải suy nghĩ điều đó để mình thấy rằng Cho dẫu mình có tội lỗi như thế nào Cũng không bao giờ mình thất vọng trước lòng thương xót của Chúa Cho dù hết tất cả thế gian này mà nó có súng vào nó Đẩy tôi đến tận cùng bằng số đi nữa Tôi cũng chẳng sợ Vì tôi vẫn còn có đứng đi tìm tôi đưa về. Cho dẫu tôi không về. Ngài còn đi tìm tôi. Chứ đừng có nói mà. Ngài đứng. Về đi. Lẹ lên. Đứng đâu mà ai về. Không. Về không con? Về không? Không về được rồi. Ta đi đưa con về. À, con không về. Hay là không về được. Hay không muốn về. Ta sẽ đến đưa con về. Anh xin đưa em về. Về quê hương ta đó không những là đưa về mà đưa bằng cách nào vác lên vai con chiên lạc nó có thơm tho gì nữa không con chiên lạc nó có sạch sẽ gì nữa không không tả tơi tan tác hôi hám đủ thứ rồi vậy mà vác nó lên vai chưa hết vác lên vai về làm cái gì mời mọi người đến vui mừng vì tôi tìm thấy con chiên đã mất cũng vậy cha anh em trên trời không muốn cho một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất Không hề Cho nên ngay tòa giải tội Đức Thánh Cha Phan -cô nhấn mạnh Là các linh mục phải coi đó là ngay tòa của lòng thương xót Không có hỏi những câu thiếu tí nhị Không có hạch hỏi người ta Người ta đến người ta xưng thú tội lỗi là mừng lắm rồi chỉ cần biết đến tâm lòng của người ta muốn xin được tha thứ là mình tha thứ rồi Không còn cần phải hạch hỏi cái gì người ta nữa Đừng để cho đó là trở thành một cái ngai của sự xét xử Chứ không phải ngai của sự thương xót mình anh chị em mở bài hát để Chúa đến Hát câu thứ ba Xin cho lòng chúng con như máng cỏ toàn đồng hơi ấm Nên nơi ngài nấu nên khi xuống trần một đêm cô vắng cho con được ủi an ai khóc than ai khó khăn. Con trở thành người ủi an nâng đỡ khích lệ người khác. Xin cho lòng chúng con như mang có tỏa nông hơi âm Nên như ngài nấu thân khi xuống trần một đêm cô vắng Cho con được ủy an, ai khóc than, ai khó khăn, giọt nước mắt sẽ nên nụ cười, và tiếng hát vang dậy trần gian. để chúa đến trong cuộc đời, để chúa đến mang ơn trời, nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi. Mình anh mời mở trang 9 kinh nguyện lòng thương xót Chúa đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thanh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Xong lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được Thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật Thì con xin nặm lấy Cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn Xin Chúa chờ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ AMEN Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thanh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Cảm ơn Chúa.